Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vải thiều Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tiêu thụ ổn định. Hợp tác xã Thiên Vĩ, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xây dựng thương hiệu nông sản và quy trình sản xuất. Tình trạng vi phạm pháp luật về đi điều ở Thái Bình ngày càng gia tăng. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều mô hình dịch vụ bể bơi tư nhân. Sức lan tỏa thư viện xanh trong trường học tại Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, trà vải sớm đang thu hoạch rộ, trà vải chính vụ chuẩn bị cho thu hoạch. Toàn bộ diện tích vải đang cho thu hoạch đều được các ngành chức năng và các địa phương mời gọi thương lái và doanh nghiệp bao tiêu kịp thời, đảm bảo thị trường tiêu thụ vải ổn định. Theo tổng hợp nhanh đến thời điểm này, các thương lái và doanh nghiệp thu mua tiêu thụ hơn 10.600 tấn vải cho nông dân, tương đương với hơn 50% tổng sản lượng dự kiến ở trà vải sớm của toàn tỉnh. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và sang Anh hơn 1.400 tấn, số còn lại được hệ thống các siêu thị và các thương nhân tiêu thụ tại các thị trường khác. Như vậy, toàn bộ sản lượng vải đã cho thu hoạch của tỉnh Hải Dương đều được tiêu thụ kịp thời, giá bán ổn định, không có tình trạng nông dân vứt bỏ vải như một số trang mạng xã hội tung tin không chính xác nhằm ép giá nông dân và giảm uy tín thương hiệu của vải Hải Dương. Đối với trà vải thiều chính vụ sắp cho thu hoạch, sản lượng dự kiến của Hải Dương khoảng từ 35 đến 40.000 tấn. Hiện tại, một số đối tác nước ngoài và doanh nghiệp lớn trong nước đã có kế hoạch và ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Việt xuất sang thị trường Trung Quốc từ 1 đến 2.000 tấn, công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản Thanh Hà ký kết thu mua 215 đến 230 tấn xuất sang thị trường Anh, Úc, Pháp, Thái Lan. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Tránh Thu dự kiến xuất sang thị trường Úc 15 đến 20 tấn. Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Liên Hương Phát thu mua 60 đến 100 tấn xuất đi Hàn Quốc. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cam kết thu mua 10 tấn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Công ty trách nhiệm hạn Hoa Mai xuất đi Hàn Quốc 100 tấn. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Phúc Cường xuất đi Trung Quốc dự kiến 300 tấn. Các thương lái Trung Quốc dự kiến thu mua khoảng 15.000 đến 18.000 tấn. Cùng với đó, các tập đoàn, siêu thị, hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng có các kế hoạch thu mua tiêu thụ ở thị trường trong nước. Ngành công thương cho biết các doanh nghiệp đều cam kết thu mua ngay khi bắt đầu trà vải thiều chính vụ cho thu hoạch. Để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, Hợp tác xã Cây Con Đặc sản Thiên Vĩ, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa từ quy trình sản xuất sạch. Nhờ vậy, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, là mô hình hay cần được nhân rộng. Ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã đặt mục tiêu là xây dựng thành công các mô hình sản xuất hoa củ quả con nuôi sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cung ứng con giống chất lượng cao cho các thành viên, cũng như nhiều hộ trên địa bàn huyện, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm hợp tác xã phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp trọng tâm của hợp tác xã là thay đổi nhận thức của thành viên ngay từ quy trình sản xuất, nâng cao sự hiểu biết đầy đủ cho người dân về phát triển nông nghiệp sạch. Khi bắt tay vào các công việc cụ thể để xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đã tổ chức cho bà con đi tham quan học hỏi mô hình làm kinh tế giỏi ở rất nhiều nơi, từ Nho Quan, Tam Điệp đến Kim Sơn và một số tỉnh lân cận, trung tâm chuyên ngành để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Sau đó tập trung nghiên cứu đưa các cây con đặc sản vào nuôi trồng. Trong quá trình thực hiện, có sự hướng dẫn của ban quản lý hợp tác xã và cơ quan chuyên môn. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đến nay hợp tác xã đã trồng 3.000 cây ổi Đài Loan, triển khai trồng bí xanh, mướp trên các bờ ao và nhiều loại rau khác trên vùng đất trống và nuôi thả hơn 20 hectare thủy sản, trong đó thiên về các con nuôi đặc hữu của địa phương. Ngoài ra một số hộ đầu tư trồng hoa lan, con đặc sản. Chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ, tiến tới kết hợp phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Hợp tác xã Thiên Vĩ đang được nhiều hợp tác xã học tập áp dụng. Bên cạnh mô hình nuôi tôm quảng canh với nhiều rủi ro cao, vài năm trở lại đây, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có một số hộ thực hiện nuôi tôm công nghệ cao. Mặc dù yêu cầu vốn đầu tư lớn, nhưng bước đầu mô hình này đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng một hecta một vụ. Áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao từ năm 2017, thời điểm này các hộ nuôi tôm tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu đã xuống giống được khoảng một tháng nay. Để nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, người nuôi phải đầu tư hệ thống lọc, làm sạch nguồn nước ngay từ đầu vào, qua ao lắng, ao xử lý, rồi mới đưa vào ao nuôi. Do nuôi tôm theo phương pháp khá hiện đại, nên có thể thả giống với mật độ dày hơn phương thức khác,
khoảng 300 con trên mét vuông. Sau 120 ngày nuôi, tôm sẽ đạt kích cỡ 50 con trên 1 kg và có thể xuất bán. Với nhiều ưu thế nổi bật như kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nuôi theo quy trình vi sinh, nên nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cho tôm thương phẩm sạch chất lượng cao, đặc biệt chủ động được thời điểm thu hoạch, tránh tình trạng được mùa mất giá. Chỉ sau 3 tháng, người nuôi tôm công nghệ cao sẽ đạt lợi nhuận hàng tỷ đồng 1 hecta một vụ. Năm 2017, tổng sản lượng tôm thẻ chân trắng toàn xã Hải Triều thu được 300 tấn. Theo dự tính của địa phương, trong năm 2018 này, sản lượng tôm nuôi của địa phương sẽ đạt trên 500 tấn. Từ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao đã mở ra hướng đi mới hiệu quả, đầy triển vọng cho người nuôi trồng thủy sản tại Hải Triều. Hiện nay cái diện tích sản xuất muối kém hiệu quả thì của chúng tôi là còn 12,1 hectare. Thế năm 2017 thì được sự đồng ý của ban dân tỉnh, ủy ban dân huyện thì hiện nay 12 hectare này chúng tôi đã chuyển sang cái nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao thâm canh. Thế bà con đã đầu tư để xây dựng này, cải tạo này, đầu tư ra để tất cả những cái diện tích còn lại của sản xuất muối kém hiệu quả thì chuyển sang nuôi tôm. Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Nam Định, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi thủy sản chủ lực của tỉnh với tổng diện tích hơn 800 hectare. Với nhiều ưu điểm nổi bật, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cần được khuyến khích đầu tư nhân rộng trong thời gian tới để hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của các địa phương ven biển, góp phần thúc đẩy kinh tế thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhằm giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, cải thiện điều kiện sống, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp trong tỉnh Hà Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam. Trong đó có hoạt động hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp và làm mới nhà cho các gia đình nạn nhân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 50 gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, làm nhà mới. Trong đó, làm nhà mới cho 44 nạn nhân với số tiền trên 1,8 tỷ đồng, sửa chữa, nâng cấp nhà không an toàn cho 9 nạn nhân với số tiền 214 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tham mưu xây dựng được 18 gian nhà khép kín cho nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 không tự chủ được trong sinh hoạt, phải ở biệt lập với tổng trị giá trên 740 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với những gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên cải thiện đời sống và hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều mô hình dịch vụ bể bơi tư nhân có đầu tư quy củ, tạo thêm cơ hội học bơi cho trẻ em. Huyện Văn Lâm hiện có 4 bể bơi do tư nhân xây dựng là bể bơi Như Quỳnh, Hoa Sữa ở thị trấn Như Quỳnh, bể bơi Minh Anh, xã Lạc Đạo, bể bơi Trà My, xã Tân Quang, với kinh phí xây dựng dao động từ 2 đến 3 tỷ đồng một bể bơi. Hầu hết các bể bơi đều có sự phân chia khu vực cho trẻ đã biết bơi và trẻ đang theo học, trang bị phòng thay đồ, phao bơi, đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên có giáo viên nhân viên cứu hộ. Với mức vé từ 15 đến 30.000 đồng một trẻ em và không hạn chế thời gian, hàng ngày mỗi bể bơi thu hút từ 100 đến 150 lượt trẻ em trong huyện đến tập bơi. Những ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc nắng nóng cao điểm, số lượng có thể lên tới 300 em. Với ý nghĩa giá trị to lớn của việc tôn vinh, khơi dậy, phát triển văn hóa đọc, tại tỉnh Bắc Ninh, mô hình thư viện xanh trong trường học đã ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả, từ nguồn sách do chính các em học sinh và các bậc phụ huynh đóng góp. Nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được những thư viện xanh, thư viện thân thiện, phục vụ nhu cầu đọc và trao đổi sách, tạo sức lan tỏa và thói quen đọc sách đối với học sinh ngay từ nhỏ. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Bắc Ninh. Tiểu học Trần Quốc Toản hiện có 18 lớp với 750 học sinh, số lượng đông mà nhu cầu đọc sách lại lớn, không thể cùng lúc phục vụ tất cả các em học sinh, nên nhà trường đã có cách làm riêng tổ chức phân lịch mượn đọc sách tại thư viện tới từng khối lớp. Giáo viên tổng phụ trách hoặc cán bộ trực ban sẽ đảm nhiệm việc quản lý và duy trì hoạt động thư viện. Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động, tuy nhiên, một trong những việc làm đầu tiên tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống cho học sinh là tạo dựng mô hình thư viện thân thiện. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bắc Ninh cũng lựa chọn nhà trường là nơi xây dựng điểm mô hình học tiếng Anh và rèn kỹ năng sống cho học sinh.
Không gian ngoài trời thoáng đãng cùng nhiều đầu sách hấp dẫn được bài trí sinh động gần gũi với học sinh, mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện tại trường tiểu học Trần Quốc Toản đã và đang góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong các em học sinh ngay từ bậc học nhỏ nhất. Với mục đích thu hút khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh ngay từ bậc tiểu học, mô hình thư viện xanh ở trường tiểu học Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã ra đời và trở thành điểm đến thu hút đông đảo các em học sinh mỗi giờ nghỉ giải lao. Mô hình thư viện xanh là loại hình thư viện mở đặt ngay dưới sân trường, gắn với thiên nhiên và các hoạt động ngoài giờ của các em học sinh. Đến với thư viện xanh trường tiểu học Nhật Tân, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu gần 1.000 đầu sách với nhiều thể loại như báo, tạp chí thiếu nhi, các đầu sách kỹ năng sống, sách kể chuyện về Bác Hồ, chuyện cổ tích Việt Nam. Để đa dạng hóa các đầu sách, nhà trường thường xuyên kêu gọi các nhà tài trợ, phụ huynh học sinh cũng như chính các em học sinh để quyên góp ủng hộ sách chuyện nhằm tạo nguồn sách phong phú. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em chủ động tìm những cuốn sách mình yêu thích mà không cần đăng ký, đọc xong tự giác để lại tủ sách. Nhờ đó, các em học sinh trong nhà trường đã nâng cao tinh thần tự giác, hứng thú với kỹ năng tự đọc, tìm hiểu, tạo không khí học tập sôi nổi trong nhà trường. Những năm qua, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có 285 trên tổng số 345 thôn xóm có nhà văn hóa. Các nhà văn hóa đã được đưa vào sử dụng đều khang trang sạch đẹp, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Huyện Lý Nhân hiện có 19 trên 22 xã thị trấn có nhà văn hóa và sân vận động. Nhiều điểm, khu vui chơi, khu thể thao được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu tập luyện, giải trí của nhân dân. Tuy nhiên, trong số 285 thôn xóm có nhà văn hóa, chỉ có gần 200 nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Còn lại đều chưa đạt diện tích quy hoạch, quy mô, các công trình phụ trợ theo quy định gắn với tiêu chí nông thôn mới. Việc thực hiện tiêu chí này ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân như thiếu quỹ đất, khó trong kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nguồn lực huy động xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xã và thôn đạt chuẩn còn hạn chế. Nhiều nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ lâu nên quy mô diện tích nhỏ hẹp, nhiều thôn xóm chuyển đổi từ nhà trẻ, nhà kho cũ không sử dụng sang làm nhà văn hóa. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Lý Nhân tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân các xã, thôn xóm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm đến công tác quy hoạch nhằm đảm bảo quy mô diện tích khi xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong 2 ngày vi chất dinh dưỡng mùng 1 tháng 6 và mùng 2 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh Hải Dương có hơn 120.000 trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi, trẻ vãng lai và bà mẹ sau sinh trong thời gian 1 tháng, trẻ dưới 5 tuổi bị mắc bệnh tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng, được uống vitamin A và theo dõi cân nặng chiều cao. Ngành y tế tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát tại 12 huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra giám sát, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố đều chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch, điều tra, lập danh sách trẻ em và bà mẹ trong diện uống vitamin A, tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của các bà mẹ về phòng chống thiếu vitamin A, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Các bàn uống được bố trí hợp lý và việc thực hiện đảm bảo đúng kỹ thuật, uống đúng liều. Trong nhiều năm liền, Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định không để xảy ra tai biến trong điều trị, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm 0,8%. Sau khi được đầu tư thêm trang thiết bị, tỷ lệ kỹ thuật được thực hiện theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế tăng từ 61% lên 64%. Cuối tháng đầu năm 2018, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường đã có đầy đủ các máy móc hiện đại phục vụ cho khám chữa bệnh như máy điện quang, máy siêu âm màu 4 chiều, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số. Với quy mô 190 giường bệnh, 125 cán bộ nhân viên làm việc ở 12 khoa phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường đã thực hiện được trên 200 kỹ thuật của tuyến trên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người có công và người có thẻ bảo hiểm y tế. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tình trạng vi phạm pháp luật đê điều ngày càng nhức nhối và phức tạp hơn là tình trạng vi phạm dù đã được các cấp các ngành chức năng phát hiện và thông báo, nhưng tại một số nơi có vi phạm cũ chưa được xử lý thì vi phạm mới lại phát sinh. Những con đê mang trong mình nhiệm vụ ngăn bão lũ, bảo vệ nhân dân.
nhưng giờ nó đang phải oằn mình chống đỡ vì những chiếc xe quá tải chạy qua hàng ngày, hàng giờ, gây hư hỏng mặt đê. Không chỉ oằn mình chống đỡ vì những chiếc xe quá tải, những con đê còn trở thành nơi để đổ chất thải, rác thải bừa bãi, chất thải quá cao ở đỉnh kè, xây dựng trái phép quy mô lớn. Ngôi nhà này với diện tích 100m² được xây dựng kiên cố là điển hình của sự vi phạm. Xây nhà là mới xây thôi thì tháng 1 vừa rồi. Thì bây giờ như nào vậy ạ? Thì vẫn đang xây, vẫn bình thường chứ có làm sao đâu. Trong năm 2017, ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn 126 vụ vi phạm luật đê điều. Tính chất vi phạm các vụ việc phức tạp, việc giải quyết của các cấp chính quyền địa phương kéo dài và chưa triệt để, thiếu kiên quyết, còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Mùa mưa bão đã cận kề ven các tuyến sông trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nhiều bến bãi đã chấp hành quy định tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn những bến bãi ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm đã được ban hành. Hạt quản lý đê huyện tiếp tục siết chặt công tác quản lý và sẽ áp dụng các biện pháp mạnh đối với bến bãi vi phạm lệnh cấm. Trên địa bàn huyện Nam Sách có 21 bến bãi ven sông, trong số này có tới 12 bến bãi ngoài quy hoạch. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và hành lang thoát lũ, Hạt quản lý đê huyện Nam Sách phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, lập biên bản, ngăn chặn hoạt động tập kết vật liệu xây dựng ở khu vực bãi sông, đồng thời yêu cầu thanh thải toàn bộ vật liệu trên bến bãi. Thời điểm này, nhiều bến bãi đã chấp hành, một số bến bãi đang tiếp tục giảm tải và thanh thải vật liệu. Cùng với các biện pháp mạnh đối với các bến bãi vẫn cố tình hoạt động, phớt lờ lệnh cấm, vấn đề đặt ra là từ huyện đến các xã cần ra soát lại việc giao đất cho thuê đất đối với các chủ bến bãi vật liệu ngoài bãi sông, kiên quyết đình chỉ các trường hợp hoạt động không có giấy phép, không chấp hành các quy định của nhà nước, thu hồi hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi lại diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn nhưng không xử lý kịp thời. Mới đây tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh xe đạp điện. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã để lại bài học về sự cần thiết phải trang bị những kỹ năng cho công tác phòng cháy chữa cháy. Theo nhân chứng kể lại, ngọn lửa lớn bốc lên từ chiếc xe máy nhãn hiệu Vision tại tầng 1 của căn nhà. Người dân hô hoán rồi cùng nhau phá cửa xông vào để dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát rất nhanh, toàn bộ tài sản tầng 1 bị thiêu rụi. Cả gia đình chủ nhà may mắn được lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu thoát đưa ra ngoài. Là mình thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy nên mình bị hoảng lúc đấy. Chắc chắn là mình bị hoảng. Đây là vụ cháy thứ 19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình tính từ đầu năm đến nay. Mỗi vụ cháy xảy ra là một thiệt hại lớn. Với gia đình này là cả một sự may mắn khi không ai bị thương. Thế nhưng, nhìn nhận từ vụ cháy này vẫn là sự chủ quan của người dân. Họ thiếu những kỹ năng cơ bản trong việc phòng cháy và thoát hiểm. Chưa kể với đó là việc thiết kế xây dựng những ngôi nhà cao tầng mà phương án thoát hiểm không được tính đến hoặc tính đến mà không phù hợp. Ở đây nhà anh chủ nhà anh Quân này là đằng trước là đằng sau đã làm một cái chuồng cọt để bảo vệ tài sản rất là tốt, nhưng mà nó lại là cái mối nguy hiểm ngược lại cho cái việc mà khi thoát nạn trong cái vụ việc cháy, nếu như hôm qua mà lực lượng chữa cháy không đến kịp thời thì rất có thể là hai mẹ con là chị Cúc và con gái anh Quân đã tử vong ở trong cái đám cháy. Nếu như chúng ta có những cái chuồng cọp như này thì chúng ta phải thiết kế một cái loại cửa và có khóa để vào vị trí thuận tiện để nếu trong trường hợp sự cố thì chúng ta có thể mở ra kịp thời để tự mình thoát nạn trước khi lực lượng chức năng đến cứu. Bài học sau mỗi vụ cháy luôn là đắt giá. Chỉ đến khi thiệt hại về tài sản và thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng của nhiều người, lúc ấy người ta mới tính đến phương án phòng cháy. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, Công an phường Tam Cốc Bích Động đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 6, tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó có phố đi bộ và chợ ẩm thực. Công an đồn Tam Cốc Bích Động đã phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức cho các hộ trên địa bàn ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, làm nơi kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không chèo kéo khách, ép giá, niêm yết công khai giá và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Với sự tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp của lực lượng công an, sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân và khách du lịch cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần vào thành công của tuần du lịch và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.